giờ này mà ai nó giữ đi cô. Xin cảm ơn mọi người. Ngay bây giờ đi xin nhường lại sân khấu cho sư phụ của đi. Một đám tay đặt lớn này thì các bạn con bông nè con. Dạ. Nghĩ ba giữ lên hết rồi. Nghĩ đâu rồi ba? Mặt ta. Các mua số đuôi con ơi. Biết chừng nào tới vậy nữa. Mua sao đâu. Con có cái gì mai mốt là ba một chuyện là ba mua đồ nổi các căn nhà lớn 10 tầng lầu vậy đó. Rồi kêu ba mà nhường lại con. Không sao. Đi chút hả? Còn đang lên khô. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Phải nói là cái không khí là đầu tiên Lương Tâm được đứng đây để mà hát với tất cả cô chú các anh chị. Hát rất là tâm, rất là thân mật, rất là thân tình. Tâm không nghĩ ra được chuyện này. Đêm nay thì Lương Tâm đóng vai phụ thôi. Vai chính con cũng làm hết rồi. Hy vọng là có một ngày nào đó về đây hát vai chính thì hát thật nhiều cho bà con nghe. Bây giờ thì nó quy định rồi, chị hát có được 3 bài thôi. 3 mà hát bơm lố 4 bài là cũng cúp lương 3 đó. Thành ra hôm nay định lương của nó, cho nên phải cố gắng thôi. Hát đủ bài thôi à. Và bây giờ chắc có lẽ một bài hát, một sáng tác cũng rất là dễ thương. Một sáng tác nhạc sĩ tác giả Vĩnh Chị Biển Châu. Bài hát mà phải nói là Linh Tâm rất là thích. Bây giờ nó nói lên bội buồn của cải lương. Nhưng bài hát mà viết sáng tác giữa Tân Nhạc và Bọn Gỗ đến Hồ Thành. Các Bọn Gỗ được không ạ? Được. Được thì hát được. Vâng, một sáng tác được mang tên Sầu Dương Ý Nhạc. Và quý vị thưởng thức rồi. Vô ta thương quý vị. Cảm ơn rất là nhiều.
Chỉ là một đám mê hoa.
địa thành chỉ có mấy ông thôi. Thế nhân vô tội, trời khóc nhớ vội, làm cho loài người tình yêu vô đau. Đàn ông không có đàn bà, quyền hành chính nữ đau xa. Bạn son lúc lâm đầu hoàn, chỉ là một đám thêu hoàng. Đàn ông không có đàn bà, lạnh lùng kiếm gió đêm đông. Đã đầu khi có đàn bà vương hồng. Kiếm trái đất. Cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ thì chắc có lẽ tạm biệt. Bởi vì nó rơi trước rồi. Lạnh lùng bây giờ vì thông cảm một điều, tiết mục thì làm sẵn ở trên rồi, ta chỉ cần chờ một chút xíu thôi là nguyên chương trình sau đó xe bị chậm lại. Và Linh Tâm cũng giống như tất cả anh em đêm nay toàn lãnh lương của Linh Tý hết. Làm xong tôi không nói phát lương cho mấy người chịu trách nhiệm nha. Cảm ơn một lần nữa, xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong một ngày nào đó. Nếu còn gì sẽ gặp lại trong live show của Linh Tâm ở ngày chiều này. Dạ, cảm ơn tôi là một tay của ngôi sao sân khấu nam nghệ sĩ Linh Tâm. Rồi anh Linh Tâm bao nhiêu năm vẫn phong độ, vẫn đẹp trai, vẫn hát rất hay. Với quý vị, một tràng hỏi tay nữa. Cảm ơn ngôi sao sân khấu Linh Tâm cùng dành thời gian đến rất vui với chương trình đặc biệt ngày hôm nay của con trai mình là ca sĩ diễn viên Linh Tý. Cảm ơn Linh Tâm một lần nữa. Cảm ơn những tràng hỏi tay của quý vị. Thưa quý vị, trước khi đến với những khách mời tiếp theo trong chương trình một lần nữa, cảm ơn xin thay mặt Thích Tham Quốc Phi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị đêm nhạc đặc biệt tiếp theo của chúng tôi. Sau 2 tuần nữa vào ngày thứ tư, ngày 13 tháng 11 năm 2024, mời quý vị cùng đến với đêm mừng sinh nhật của ca sĩ hải ngoại Lê Ân Vũ. Thưa quý vị, Lê Ân Vũ là một nam ca sĩ đang hoạt động nghệ thuật tại Mỹ và cũng được khán giả kiều bào rất là yêu thích. Và lần này về Việt Nam thì anh chọn Tham Quốc Phi để tổ chức một đêm nhạc riêng dành cho những khán giả yêu thương mình. Và bên cạnh đêm nhạc ngày 13 tháng 11 này, bên cạnh sự góp mặt của Lê Ân Vũ còn có những khách mời được khán giả rất yêu thích như là tiếng hát ngọt ngào của thiên thần Bolero được ca sĩ Quỳnh Trang, ca sĩ Cao Thanh Xuân, ca sĩ Hồ Khắc Tùng, Á Quân chương trình tuyệt đỉnh song ca. Và quý vị có thể liên hệ với ban tổ chức và đặt vé trước cho đêm nhạc ngày 13 tháng 11 năm 2024 tại Tham Quốc Phi của chúng tôi qua số điện thoại là 0903 039 119 nha. Xin nhắc lại số điện thoại hotline của chương trình ngày 13 tháng 11 tại Tham Quốc Phi là 0903 039 119. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ một cô gái rất dễ thương nữa, khách mời cũng rất đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay, được khán giả cùng đàn rất chờ đợi. Mời quý vị cùng gặp gỡ với cô con gái đầy yêu thương của thần tượng của tất cả chúng ta, cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Mời quý vị cùng gặp gỡ với tiếng hát của Hồng Loan. Dạ, lời đầu tiên Hồng Loan xin kính chào cô bác và kính gửi đến mà cô bác lời chào trân trọng nhất ạ. Dạ, lại một đêm nữa, một buổi giao lưu nữa, Hồng Loan được đến đây và được yêu thương và được ông bà cô bác ủng hộ cho các anh em và nhất là anh Tý chuột của con. Thấy rất là vui, hạnh phúc và ấm áp rất nhiều ạ. Dạ. Dạ cả nhà ơi, hôm nay thì mớm còn hơi bị thân tiếng mà mớm giao lưu có gì sơ xuất không là cô bác ổn hơn cho mớm nè.